bụp tắt tốc này. Và đó là wow, mẹ ơi, 2,6 triệu à? Có khi là ngoằng 1 triệu anh em ạ. Ui, tự nhiên nghĩ mà thôi thì thấy cứng hết cả người ấy. Sướng quá không ạ. Nào nào nào, lại lại. À, bình tĩnh nào. Nằm xuống này. Làm được bạn cũng thế này. Giải trừ đóng băng à? Bây giờ tôi cho thằng này làm im rồi, làm suốt. Chiến kỹ này, đang nhiều chiến kỹ này. Ủa, tỉnh mẹ rồi. Ủa, nhau tỉnh. À, còn heo khác à? Đan rồng này mẹ tiên dính nhiều hiệu ứng xấu đấy. Zoom đây. Are you ready? Lần này ready thật này. Lần này ready thật này. Mọi thứ vẫn rất là hoàn hảo này. Bella ulti này. Are you ready? Lần này là sẽ đi thật. Bụp. Bụp. Tắt tốc này. Và đó là được chưa? Được chưa ạ? Nếu mà có nộ thì chắc lên được 1,3 triệu anh em ạ. Chắc là có lên được 1,3 triệu. Wow. Thôi nộ sợ chết con này lắm không ơi. Tôi nói thật với anh em này, tôi thử nộ xem nhá. Chồng chết không nhá. À không chết là may thế nhỉ. Ừ nhỉ. Thế biết thế về nộ anh em ạ. Hay làm lại nữa thôi. Thôi thế thôi anh em nhỉ. Thế được rồi đúng không? Thế được rồi đúng không? Nếu mà nộ thì tôi đoán chắc là lên được khoảng 1,3 triệu gì đấy. Tôi sao con tinh chút làm gì nhỉ? Quên. Bê lạ đúng không? Ghê chưa ạ? ILE 6S nạ, quên nhầm. ILE 0S1 giả danh E6S5 nhá.